Hi, xin chào tất cả các nhà đầu tư thân mến. Hiện tại thì Vân đang ở một nơi rất là đẹp, như thiên đường ấy. Ở đây là ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Và xung quanh đây có rất nhiều bungalow, rất nhiều bungalow. Và những ngày thường ấy thì cái lượng người Việt Kiều này, rồi là Tây này, tức là những khách Tây ấy, về các bungalow này rất nhiều luôn, đông lắm. Và Tây di chuyển ra các... đi từ trong ngõ ra rồi ở trên mặt đường Trần Hưng Đạo cũng như là ở trên khu chợ đêm đông nghìn nghịt luôn. Vậy thì ngày hôm nay thì đứng tại ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ thì Vân giới thiệu tới cho tất cả các nhà đầu tư một vườn cau Arica Garden. Đây cũng là một bungalow rất là đẹp. Vân có thể là quay xung quanh bungalow này thì để cho các nhà đầu tư hình dung là nếu như một công đất ở bên cạnh các nhà đầu tư có thể xây những cái bungalow như này. Đây, các nhà đầu tư có thể hình dung ạ. Như này đấy ạ. Khuôn viên họ xây rất đẹp luôn. Họ xây đẹp lắm. Họ sẽ xây bung theo kiểu như này, tức là sẽ có một con đường nhỏ ở giữa. Cái con đường này thì nó sẽ rơi khoảng tầm 1 mét, mét 2. Đấy, 1 mét, mét 2. Thế xong rồi xung quanh sẽ là những cái khuôn viên. Xung quanh sẽ là những cái khuôn viên và hàng cây rất là đẹp. Bungalow thì bao giờ cũng có nhiều cây, có các loài cây hoa khác nhau. Đó, rồi là họ sẽ phân ra thành những cái bung nhỏ như này. Xinh xắn lắm ạ. Đó. Thì những cái bung này sẽ diện tích nó khoảng tầm là 12 mét cho đến 20 mét. Có những cái bung to mà ở khoảng tầm 3-4 người trở lên thì nó sẽ rơi khoảng tầm 25 mét. Ví dụ như là các nhà đầu tư mà xây lên những cái khu bungalow ấy thì cái phòng của bungalow thì sẽ như này. Ví dụ là đệm này. Những cái giường có thể là một phòng một giường hoặc là một phòng hai giường. Đệm ở đây rất là êm, rất êm. Đó, và một cái bộ bàn ghế như này. Và đi vào đây thì sẽ là nhà tắm. Đó, thì cái nhà tắm đơn giản như này thôi. Ví dụ như này, đây thì Vân mời các nhà đầu tư tham quan. Đó, thì trung bình là một cái phòng này thì diện tích nó khoảng tầm là 15 cho đến 20 mét. Và có thể là lên đến 25 hoặc là lên đến 30 mét tùy vào từng vị trí và nhu cầu mà người chủ của bungalow đó xây để áp dụng cho những đối tượng khách hàng khác nhau. Có thể là 2 người ở một phòng hoặc có thể là 4 người ở một phòng. Một điều Vân chia sẻ tới các nhà đầu tư là thông thường nhé, như kinh nghiệm của Vân khi mà đi du lịch cũng như là ở trên hòn đảo Phú Quốc này rất là lâu rồi, thì Vân thấy là thông thường ấy thì người Việt mình ấy thì lại đa số là hay ở khách sạn. Đa số là hay ở khách sạn. Nhưng tuy nhiên người Tây ý, khách Tây ý, thì họ lại rất thích ở bungalow như thế này. Họ thích thiên nhiên. Họ rất thích thiên nhiên và họ rất hay thích ở bung. Và Vân thấy nhá, họ ở bungalow ý, thì họ lại chọn những cái bungalow mà ở phía bên trong như này. Chứ không phải là ở ngoài mặt đường chính đâu. Đó, xong rồi là sáng ra hoặc là chiều đến thì họ đạp xe đạp hoặc là họ bơi hoặc là họ đi ra biển. Thì họ cứ từ bên phía trong này, họ đi ra ngoài trục đường chính. Đó, thì ngày hôm nay là Vân review về một trong những cái khu bungalow rất là đẹp ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Và các nhà đầu tư cần những cái thông tin gì, hỗ trợ gì thì các nhà đầu tư hãy gọi điện cũng như là nhắn tin cho Vân. Ngay bây giờ thì Vân sẽ quay trên cao, quay flycam ở trên cao thì Vân mời các nhà đầu tư chúng ta sẽ cùng ngắm nhé. Cảm ơn tất cả các nhà đầu tư.